Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về thiết kế website cao cấp. Hiện tại cái từ khóa này có lượt tìm kiếm là 1.900 lần tìm kiếm trên mỗi tháng trên Google. Thì tại sao lại có cái thiết kế website cao cấp? Thực ra thì do là ở Việt Nam mình cái dịch vụ thiết kế website nó không được hoàn chỉnh, có thể nói là về không được chuẩn. Chứ thực ra thì thiết kế website thì nó chỉ có tên gọi là thiết kế website hoặc là có tên gọi khác là làm website, tạo website. Thì đây là những ngành nghề mà do các công ty lập trình người ta thiết kế ra, chứ không có phân biệt là thiết kế website cao cấp và thấp cấp, thì nó không có phân loại. Thì thiết kế website cao cấp là do là có lượt tìm kiếm 1.900 lần trên một tháng, là do có nhiều khách hàng họ đã đụng tới các công ty thiết kế website chất lượng kém, do giá thành thấp. Thì thiết kế website cao cấp thì là thực ra nó là thiết kế website thôi. Thì làm thế nào để mà mình biết được là website như thế nào là cao cấp và như thế nào là website kém? Thì website cao cấp là website có giao diện dễ nhìn, hình ảnh nội dung rõ ràng, có cái lượt, có cái lần mà cập nhật những thông tin trên website, nhiều nội dung trên website phong phú, nội dung trên website hữu ích với lại người đọc, các cái banner hình ảnh được thiết kế riêng biệt, khác biệt và chuẩn, phù hợp trên các cái thiết bị như là điện thoại hoặc là máy tính đỡ bàn. Thì nếu mà các bạn là những người mới, các bạn không biết website là gì, thì mình cũng nói qua sơ qua để cho tất cả các bạn, những người biết hoặc là không biết, sẽ hình dung và hiểu về website hơn. Thì website nó là một công nghệ hỗ trợ marketing trên môi trường internet. Cho nên khi mà các bạn cần thiết kế website cao cấp thì người Việt mình sẽ thường gõ mạng tìm thiết kế website cao cấp. Thì thiết kế website cao cấp thì các bạn cần phải, hầu như là các bạn phải thuê mướn cái công ty người ta sẽ làm trọn gói. Thì website thì nó bao gồm là ví dụ như là những cái nội dung về sản phẩm, nội dung về bài viết. Những cái nội dung về bài viết thì đa phần là các bạn là những người chủ website, các bạn phải có những cái nội dung, chứ thật ra bên công ty thiết kế website người ta không biết cái nội dung. Bởi vì sao các công ty thiết kế website họ không biết nội dung? Ví dụ như các bạn làm một cái ngành mẫu dịch vụ gì đó, thì các bạn là những người am hiểu dịch vụ đó, các bạn cung cấp thông tin cho họ, cung cấp sao thì họ đăng lên website vậy, chứ họ không có rành, họ không có biết. Cho nên cái việc điểm số chất lượng website nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái nội dung website. Họ chỉ hỗ trợ cho các bạn là chuyển cái ý tưởng, cái nội dung đó sang hình ảnh, sang bố cục, chứ họ không có rành. Cho nên nội dung website nó phụ thuộc vào các bạn. Thiết kế website cao cấp thì thường giá của nó rất là cao. Ví dụ như là đặc biệt là cái website bán hàng với cái lượng sản phẩm lớn thì giá nó cao. Và mức độ thiết kế các cái banner, thậm chí các cái video đỡ chuyên nghiệp, đỡ tăng cái sức hút của website. Thiết kế website nên thành ra mình mỗi một website có những cái đặc điểm và những yêu cầu khác nhau, cho nên nói về giá thì mình không có thể nào mình biết được chính xác cái giá đó nếu mà mình chưa biết được cái nhu cầu thật sự. Nhiều người quan tâm về thiết kế website cao cấp, nhưng mà thực ra thì cái hiệu quả của một website thường là nằm ở nội dung của website, nội dung website và các cái thông tin ở trên website. Các bạn để ý là nếu mà các bạn tìm trên mạng, các bạn sẽ thấy có rất là nhiều những website không có đẹp, không thực sự đẹp về nội dung và bố cục, nhưng mà website vẫn xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm của Google, của Bing, và họ có nguồn doanh thu lớn từ Internet, từ Google.
website xuất hiện lên top thì chắc chắn rồi các bạn, những người đó họ sẽ tìm được rất là nhiều những khách hàng tiềm năng và mua hàng. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Tại sao lại có nhiều website xấu nhưng mà lại xuất hiện trên Google? Bởi vì Google họ chỉ thu thập dữ liệu bằng các cái đường link ở trên website, chứ không phải là chỉ là giao diện về trang chủ. Nó có rất là nhiều những cái đường link ở trên website, như là bài viết, mỗi bài viết sẽ có một đường link khác nhau. Nếu mà một cái đường link đó xuất hiện trên Google thì chắc chắn rồi thì người ta sẽ truy cập vào trang chủ để người ta xem thử website này cung cấp dịch vụ gì. Rồi đó là đó là mình vừa mới nói qua cái phần về sale rồi, cho nên mình sẽ nói về chuyên sâu về sale trong những video tiếp theo, chứ mình không có nói ở video đây. Thì mình quay lại với chủ đề là thiết kế website cao cấp. Thì để thiết kế website cao cấp thì thường là các bạn phải nhờ các công ty thiết kế website tư vấn về tên miền đẹp phù hợp với ngành nghề của bạn. Và máy chủ thì thường các bạn sẽ mua các gói máy chủ với dung lượng lớn, như là từ 6 GB cho tới 15 GB. Đặc biệt là người ta sẽ mua các gói 15 GB, chứ ít ai người ta thiết kế website cao cấp mà người ta sử dụng các gói dung lượng thấp cả. Bởi vì dung lượng thấp thì thường thường là không đảm bảo về tốc độ cũng như độ ổn định của máy chủ. Đỡ thiết kế website cao cấp thì hiện nay thì người ta đa phần ở Việt Nam mình cũng như thế giới, người ta sử dụng nhiều keyboard có WordPress. WordPress thì và sử dụng các cái theme nổi tiếng như là theme Flashsome. Cái theme Flashsome này nó là một theme chuẩn chuẩn sẵn. Nó có những cái giao diện chuẩn sẵn và nó có cái có cái công cụ soạn thảo trang có tên là UX Builder. Cái công cụ soạn thảo này cho phép bạn soạn thảo trang bài viết rất là chuyên nghiệp, đẹp, chức năng vừa đủ, không quá dư thừa chức năng, giúp cho cái theme này tiết kiệm được máy chủ. Tốc độ của theme này cũng tăng cũng cao hơn rất là nhiều so với các cái loại thêm khác. Giá của thêm này cũng tương đối trung bình, là với cái giá 59 đô. Cũng bây giờ mình xin trình bày về cho những bạn về viết về website, để cho các bạn nắm chắc website là gì để khỏi phải bất ngờ khi mà làm website. Thì website thì nó là một công cụ marketing. Nó ra đời, nó phục vụ mục đích chính của nó là marketing. Thì website nó bao gồm 3 thành phần chính, đó là tên miền, máy chủ và code website. Code website ở đây là ví dụ như là WordPress, là một bộ code miễn phí cho phép mọi người có thể tải về để thiết kế website. Bộ code WordPress này được phát triển bởi một nhóm người ở Mỹ, sau đó được một công ty mua lại và phát triển nó, cập nhật, phát triển liên tục nó cho đến ngày hôm nay. Đầu tiên thì về tên miền, thì đỡ hiểu hơn về tên miền, hoặc là có một người bạn hay ai đó hỏi các bạn về tên miền là gì, thì các bạn có thể tự tin nói với họ là tên lúc đầu khi mà Internet ra đời á, Internet nó là một mạng lưới kết nối các cái thiết bị với nhau, như là máy tính với lại máy tính, điện thoại với máy tính và điện thoại với điện thoại. Thì các thiết bị kết nối với nhau bằng hệ thống Internet, bằng Wi-Fi hoặc là bằng đường kết nối bằng dây. Thì lúc này các cái máy tính người ta đỡ kết nối với nhau á, người ta sẽ sử dụng cái địa chỉ IP để kết nối với nhau. Thì địa chỉ IP lúc đầu thì nó chỉ có là IP4. Và các máy tính tại mỗi thời điểm thì các máy tính, các thiết bị sẽ không có bị trùng IP trên phạm vi toàn thế giới. Và các IP này, các máy tính này, người ta sẽ nó có các công cụ hỗ trợ để giao tiếp với nhau. Ví dụ như máy tính của bạn truy cập vào một website nào đó thì các bạn phải mở trình duyệt. Trình duyệt nó là một ứng dụng, nó sẽ kết nối, nó sẽ giao tiếp với từ máy chủ, máy tính của bạn hoặc là điện thoại của bạn tới máy chủ chứa website. Rồi sau đó máy chủ chứa website sẽ phản hồi lại thiết bị truy cập web của bạn là bằng một giao diện
website. Thì IP thì nó là giải quyết cái vấn đề là định định vị được thiết bị, chỉ định nó chỉ định chính xác cái vị trí của máy. Cho nên khi mà người ta có một máy chủ lưu ở một cái địa chỉ IP nào đó, nhưng mà để mà giao tiếp với cái IP đó, nếu mà chúng ta thiết kế website mà chúng ta đỡ đến một cái địa chỉ IP, và lỡ khi mà các bạn giới thiệu đến khách hàng, à, website của tôi nó đang ở cái địa chỉ IP là có cái địa IP là IP 4 là 11234 gì đó, thì chắc chắn khách hàng họ sẽ không nhớ được cái IP đó, hoặc là họ có nhớ đi nữa nhưng mà khả năng marketing nó thấp. Tại sao khả năng marketing thấp? Ví dụ như cái người bạn đó họ đi giới thiệu một người bạn nào đó là địa chỉ IP là 11234, thì khả năng nhớ số là khó hơn so với một cái dãy ký tự đặc biệt của nó. Cho nên người ta mới sáng tạo ra địa chỉ là địa chỉ web là IP, địa chỉ web để thay IP đó. Thì cái địa chỉ web nó có dạng là alpha, chữ alpha viết liền không dấu, bao gồm alphabet số và dấu gạch ngang, và phần đuôi là .com.net.vn.com.vn. Phần đuôi thì mình không nói ở đây, bởi vì đuôi nó thật ra là nó có rất là nhiều loại đuôi, nhưng mà về chức năng nhiệm vụ của nó thì giống nhau hoàn toàn. Lúc đầu thì nó xuất hiện là đuôi chấm cơm thôi, sau đó cái đuôi chấm cơm người ta sử dụng bị cạn kiệt, cho nên người ta phát minh ra các loại đuôi khác như là đuôi chấm cơm .vn, sau đó đuôi .net, .org, .store, .club, .shop, rất là nhiều để cho nó bù đắp vào cái thiếu hụt về tên miền. Tên miền thì khi đó, thì khi mà cái tên miền nó đại diện cho nó gắn với lại một địa chỉ IP, thì khi như vậy thì người ta mới dễ nhớ website hơn. Bạn đi giới thiệu cho khách hàng là à, website của tôi có tên là dịch vụ sửa nhà.com, thì họ sẽ dễ nhớ hơn so với ví dụ như địa chỉ website của tôi là IP 123456 đó. IP thì thực ra thì nó giống như số điện thoại vậy đó. Rồi thì cũng có rất là nhiều anh chị hỏi là làm mình có thể tự mua tên miền hay không. Thì chắc chắn rồi, anh chị có thể tự mua tên miền bởi các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài. Miễn sao các anh chị phải có một tài khoản ngân hàng và có tiền ở trong đó. Và cũng lưu ý với anh chị là đa phần các anh chị sẽ không biết được là tên miền như thế nào là đẹp. Sẵn tiện đây em sẽ nói về đặc điểm của một tên miền đẹp. Tên miền đẹp là một tên miền có X hơn hoặc bằng số ký tự. Tên miền đẹp là tên miền dễ nhớ, dễ đọc. Khi đọc thì phát âm không có nghĩa thô tục. Tên miền nếu mà phục vụ cho người Việt Nam thì tên miền phải là tên miền tiếng Việt. Ví dụ như dịch vụ sửa nhà.com, đó là gọi là tiếng Việt. Chứ các bạn đừng có hiểu nhầm là tên miền tiếng Việt là tên miền viết có dấu nha. Bởi vì các bạn nhập trên cái địa chỉ web đó, người ta viết liền không dấu. Nếu mà website phục vụ cho người nước ngoài thì các bạn nên mua tên miền tiếng Anh. Tên miền thì các bạn có thể mua, có hai nhà cung cấp chính, đó là nhà cung cấp trong nước và nước ngoài. Thì các nhà cung cấp trong nước thì thường là giá thành của họ nó cao hơn so với các nhà cung cấp nước ngoài, nhưng mà ngược lại thì họ có một đặc quyền là họ kinh doanh được, họ có sản phẩm là tên miền .com.vn và tên miền .vn mà các công ty nước ngoài họ không cung cấp. Đây là tên miền trong nước, họ có giống như họ đặc quyền vậy đó. Tiếp theo là mình nói về ưu nhược điểm của các nhà cung cấp tên miền trong nước. Về ưu điểm thì họ là công ty trong nước tiếng Việt. Các bạn có thể liên hệ và nói tiếng Việt với họ để họ hỗ trợ. Và nhược điểm của họ là giá họ cao hơn so với các công ty nước ngoài. Và nhược điểm tiếp theo là giao diện quản lý tên miền của họ thường là khó sử dụng hơn so với công ty nước ngoài. Và các cái công ty trong nước, ví dụ như là công ty Nhân Hòa, Mách Bảo,
Và nếu mà các bạn cần mua một tên miền giá rẻ và nhiều ưu điểm hơn thì các bạn nên mua tên miền tại GoDaddy hoặc là Namecheap. Thì ưu điểm của các nhà cung cấp tên miền quốc tế là giao diện quản lý tên miền của họ rất là dễ sử dụng. Thời gian cập nhật DNS của họ nhanh hơn so với các công ty trong nước. Giá của họ rẻ hơn và họ có rất là nhiều những chương trình khuyến mãi. Và họ có rất là nhiều những cái loại tên miền khác nhau. Nhưng mà họ khi mà các bạn cần hỗ trợ một vấn đề gì đó liên quan tới tên miền thì hầu như các bạn chỉ được hỗ trợ khi các bạn biết tiếng Anh. Họ có văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh như là công ty GoDaddy nhưng mà họ nói bằng tiếng Anh thôi. Sau khi mà các bạn mua tên miền xong, các bạn có thể mà tự mua tên miền. Các bạn có thể ngồi nghĩ ra các cái tên miền mà các bạn cảm thấy là đẹp, các bạn tìm ở đây. Sau đó các bạn tìm kiếm. Nếu mà các bạn thấy chưa có ai mua, các bạn sẽ tổng hợp lại trong một cái file. Các bạn ghi danh sách một cái file. Các bạn đã bỏ ra thời gian khoảng tầm vài một tuần để suy nghĩ các cái tên miền đẹp. Sau đó các bạn chọn lại trong các cái tên miền đó để đưa ra quyết định. Sau khi mua tên miền xong, các bạn cũng cần phải mua mấy chủ. Và mấy chủ thì nó là thành phần thứ hai của website. Mấy chủ là một máy tính nó hoạt động, nó là một máy tính đơn giản hoạt động không ngừng nghỉ. Nó được kết nối internet, nó được quản lý và kinh doanh bởi các công ty cung cấp hosting. Thì mấy chủ nó cũng có tên khác nhau, là nó có tên khác nữa là mấy chủ web, hosting, server, đó là những cái tên khác của mấy chủ. Mấy chủ thì thường đặt ở các khu công nghiệp như là khu công nghệ cao quận 9, tại các khu công nghiệp tại Đà Nẵng, Hà Nội. Thì đa phần thì nếu mà mấy chủ mà phục vụ website phục vụ cho trong nước thì các bạn nên mua mấy chủ tại Việt Nam, đặt tại Việt Nam. Nếu mà website phục vụ cho người nước ngoài thì mấy chủ nên đặt tại Singapore hoặc là Hồng Kông, bởi vì đường truyền internet giữa Việt Nam và quốc tế bị chặn. Nếu mà mình phục vụ cho người Việt mà mình mua mấy chủ ở nước ngoài thì hầu như website hoạt động rất là chậm, sẽ ảnh hưởng tới website rất là nhiều. Trong nước thì các bạn thì hầu như là các bạn sẽ mua mấy chủ tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Đà Nẵng, nhưng mà thường thì mình thấy là mọi người hay mua tại thành phố Hồ Chí Minh thì tốc độ rất là nhanh, cũng như là khách hàng truy cập website ở thành phố Hồ Chí Minh cũng cao hơn so với những nơi khác. Sau khi mua mấy chủ thì theo mình thì các bạn nên mua mấy chủ tại công ty azdigi.com. Đây là nhờ một nhà cung cấp mà mình sử dụng qua một thời gian rất là dài. Họ có đội ngũ nhân viên phục vụ người nhiệt tình và giao diện quản lý mấy chủ của họ cũng khá là chuyên nghiệp. Giá mấy chủ của họ là cũng tương đối so với các đối thủ cạnh tranh. Nếu mà các bạn là người mới, các bạn muốn trải nghiệm website, muốn tìm hiểu website, các bạn dùng các cái gói như 29k trong một tháng với dung lượng là 512 MB. Cái gói này chỉ dùng được một website. Còn nếu mà các bạn là một người thực sự đầu tư cho website để phát triển thương hiệu bán hàng thì các bạn nên mua gói 15 GB. Ở đây, sau khi mua máy chủ xong, công ty AZDJ sẽ gửi cho bạn thông tin quản lý máy chủ. Thì lúc này các bạn sẽ truy cập vào để quản lý, cài đặt máy chủ, cài đặt website. Rồi cái thành phần thứ ba đó là code website. Thì mình có nói rồi, thì code website nó là ví dụ như là WordPress. Thực ra thì trên thế giới hiện nay có rất là nhiều những bộ code website khác nhau, có thể nói là vô số code website khác nhau, tùy vào mỗi nhà phát triển, mỗi nhà viết. Thậm chí như mình đây, mình cũng có một bộ code website riêng, nhưng mà nó có trên thế giới nó có hai loại code website. Code website chính đó là code website về do các công ty thì cái website người ta tạo ra để phục vụ khách hàng, và code website là những bộ code mã nguồn mở.
như đúng cái tên gọi của nó là mã nguồn mở. Mở ở đây là cho phép mọi người có thể tải bộ code đấy về đỡ làm website. Thì bộ code mã nguồn mở còn có tên gọi khác là CMS, là với tên gọi là, và đặc điểm đặc biệt ở trong đó là có WordPress. WordPress nó chiếm 33% lượng website toàn cầu. Có nhiều website lớn như những tờ báo lớn, những công ty, những tập đoàn lớn người ta cũng sử dụng WordPress để thiết kế website. Thì ưu và nhược điểm của bộ code WordPress là, về ưu điểm thì bộ code WordPress cho phép mình xây dựng website trong thời gian rất là ngắn. Ưu điểm tiếp theo là WordPress nó hầu như có đầy đủ những chức năng cơ bản của một website, và hai hai chức năng quan trọng nhất của WordPress đó là plugin và theme. Plugin là nó cũng giống như theme thôi, nhưng mà plugin thì tạo ra chức năng cho website, và theme là tạo, hầu như là cũng tạo chức năng, nhưng mà bên cạnh đó là điểm chức năng chính của nó là tạo ra giao diện của website. Website thì WordPress thì nó chính vì mà nó có nhiều những cái giao diện và nhiều chức năng, hầu như là mọi chức năng của website cần, thì cho nên nó được các công ty thiết kế website cũng như người dùng ở trong nước Việt Nam mình sử dụng rất là nhiều. Các bạn rất là dễ dàng thấy được website WordPress. Giá thành của website WordPress thì rẻ hơn rất là nhiều lần, có thể nói là giảm, nó rẻ giá bằng 1 phần 10 hoặc là cho tới 5 phần 10, 5, 1 phần 2 đó, một nửa. Website WordPress thì nó ưu điểm của nó là độ bảo mật của nó cũng khá cao, và giao diện của nó là khá là chuyên nghiệp. Rồi mình quay lại với lại từ khóa thiết kế website cao cấp, thì làm khi mà các bạn tìm kiếm cái từ khóa thiết kế website cao cấp thì nó thể hiện là các bạn rất là mong muốn một website mang lại hiệu quả trong việc kinh doanh, mong muốn có một website xuất hiện trên kết quả tìm kiếm Google bằng các từ khóa chuyên nghiệp, được truy cập bởi các khách hàng tiềm năng, và tăng doanh số bán hàng, tăng lượt bán hàng của website. Thì mình cũng có rất là nhiều anh chị hỏi là liệu là cá nhân hoặc là một công ty không có đội ngũ lập trình viên thì có thể tự thiết kế website cao cấp hay không? Câu trả lời là hoàn toàn bạn có thể thiết kế một website cao cấp tự mình làm, bằng cách là các bạn phải mua máy chủ, tên miền, rồi sau đó các bạn mua một cái theme. Ở đây thì mình khuyên các bạn là mua theme Flashsome trên trang themeforest.net. Đây là một theme chuẩn nhẹ, sử dụng rất là nhiều, cho nên các bạn mua cái theme này với giá 59 đô, sau đó các bạn cài đặt trên website WordPress thì các bạn sẽ có các công cụ soạn thảo chuyên nghiệp. Quay lại với từ khóa thiết kế website cao cấp thì cũng có rất là, hầu như là các anh chị mà đã tìm hiểu trên mạng thì các anh chị cũng muốn là tự mình thiết kế website, cho nên trong video này em cũng muốn nói dành khoảng tầm 20 phút tiếp theo để nói về hướng dẫn về thiết kế website WordPress, giá rẻ, chỉ cần mua tên miền và máy chủ thôi. Kinh phí của làm theo cái video, làm theo hướng dẫn thiết kế website khúc sau này là khoảng tầm 500 ngàn, thì các anh chị đã có được một website bán hàng với cái giao diện là như thế này. Sẽ sau khi mà các bạn làm theo video hướng dẫn mình, các bạn sẽ có một website mà tại đó các bạn truy cập, khách hàng là truy cập vào đường link của website sẽ xuất hiện tất cả các sản phẩm, và phía chân trang thì là các thông tin về website, và ở trên thì có menu, có logo, có giao diện như mà các bạn thấy ở trên màn hình. Để thiết kế website này thì các bạn phải mua máy chủ và tên miền và máy chủ. Tên miền thì các bạn mua tên miền .com tại GoDaddy, và máy chủ thì các bạn mua tại công ty AZDC. Nếu mà các bạn mua gói nên mua gói 29k. Các bạn dùng, nếu mà các bạn thấy là nó chậm
thì các bạn yêu cầu họ nâng cấp lên các cái gói cao hơn. Số tiền mà gói cũ sẽ được chuyển sang gói mới, bạn chỉ cần bù thêm một số tiền rất là nhỏ. Sau khi mà mua tên miền và máy chủ, các bạn sẽ tiến hành trỏ tên miền và máy chủ. Để trỏ tên miền và máy chủ trên website GoDaddy, các bạn phải vào user, các bạn vào sản phẩm của tôi. Sau đó sẽ được chuyển tới một giao diện quản lý các tên miền. Ví dụ như các bạn muốn cập trỏ tên miền web giá rẻ.store thì các bạn vào bấm vào chữ DNS ở đây. Tại đây sẽ có hai cách trỏ tên miền và máy chủ, đó là cách thứ nhất là thay đổi địa chỉ IP, cách thứ hai là thay đổi cặp name server. Các bạn chỉ tiến hành làm một trong hai, không nên làm hai, không nên thay đổi hai hai cái. Để thay đổi, để cập nhật về IP của máy chủ, sau khi mua máy chủ tại AZDG xong, họ sẽ cung cấp về IP của máy chủ trên bằng một email. Các bạn sẽ phải sửa cái IP này thành cái IP của máy chủ do AZDG cung cấp bằng cách là bấm vào chỉnh sửa. Sau đó các bạn nhập IP của máy chủ công ty AZDG, xong các bạn bấm lưu. Các bạn chờ từ 5 cho tới 10 phút thì quá trình cập nhật IP thành công. Lúc này tên miền đã được trỏ về máy chủ. Hoặc là các bạn thay đổi cặp name server bằng cách là thay đổi ở đây. Rồi sau đó các bạn nhập máy chủ tên miền của riêng tôi. Rồi tại đây các bạn sẽ nhập cặp name server do công ty AZDG cung cấp, thường là có tên là NS1 AZDG, NS2 AZDG, rồi sau đó bấm lưu. Quá trình cập nhật DNS cũng cặp name server này cũng trải qua từ 5 cho tới 10 phút. Các bạn kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó các bạn truy cập vào đường link của website, các bạn sẽ thấy quá trình cập nhật thành công. Nó sẽ xuất hiện một giao diện website do công ty AZDG mặc định cho nó xuất hiện. Sau khi mua tiến hành trỏ tên miền thành công, các bạn truy cập vào đường link quản lý máy chủ của công ty AZDG. Các bạn sẽ đăng nhập vào giao diện quản lý máy chủ có phần mềm đó là gọi là Cpanel. Các bạn kéo xuống phần phía dưới, các bạn thấy cái phần App Installer. Tại đây các bạn sẽ bấm vào WordPress. Sau đó các bạn bấm vào cài đặt Now, Install Now. Thì sau đó các bạn sẽ được trải qua một vài bước đơn giản để cài đặt WordPress. Sau khi cài đặt WordPress thành công xong, các bạn tiến hành đăng nhập vào thiết kế website. Trong video này mình hướng dẫn các bạn, cho nên mình sẽ không tốn phí để mua máy chủ và tên miền. Mình sẽ sử dụng một phần mềm có tên là SAM. Đây là một phần mềm hỗ trợ thiết kế website trên chính máy tính của người dùng. Sau đó chắc chắn rồi, nếu mà dùng phần mềm SAM thì chỉ có một mình truy cập được website, còn những người khác thì không truy cập được website. Đỡ cài đặt phần mềm SAM, nếu mà các bạn cũng muốn làm như mình, chạy website trên phần mềm SAM trên máy tính của mình, các bạn tải phần mềm SAM trên website apachefrank.org. Nếu mà các bạn sử dụng máy vi tính hệ điều hành Windows thì các bạn tải ở đây. Nếu sử dụng hệ điều hành Linux, các bạn tải ở đây. Nếu các bạn sử dụng hệ điều hành của Apple, các bạn tải ở đây. Trong video này mình sử dụng hệ điều hành Windows, cho nên mình tải phiên bản cho Windows. Mình thường tải các cái bản lớn nhất, mới nhất để ổn định cũng như tốc độ được tối ưu. Mình tải bản 8.2 download ở đây. Sau khi tải về xong, các bạn mở chạy phần mềm, các bạn giữ các thành phần mặc định của SAM, các bạn cứ tiếp tục bấm cho tới khi quá trình cài đặt hoàn tất. Thì sau khi cài đặt SAM thành công xong, các bạn sẽ mở SAM sẽ tự động mở giao diện quản lý của SAM lên. Các bạn tải cái phần MySQL, các bạn bấm chạy tại Apache, các bạn bấm chạy. Sau đó nó có Apache và SAM đang chạy thì nó có màu xanh như thế này. Nếu mà nó không chạy thì nó không có màu xanh như thế này, thì đó là lỗi của SAM và các bạn sẽ tiến hành sửa lỗi.
Sau khi khởi chạy Apache và MySQL xong, các bạn sẽ vào admin để tạo database cho website WordPress. Các bạn bấm vào admin, sau đó nó sẽ mở trình duyệt và đi vào giao diện phpMyAdmin. Tại đây các bạn vào cửa sổ dữ liệu. Sau đó ở cái phần tên cơ sở dữ liệu, các bạn nhập một cơ sở dữ liệu có tên là WordPress. Bên bảng mã các bạn chọn là UTF-8 General CI. Rồi các bạn bấm tạo. Sau đó các bạn phải tiến hành tải bộ code WordPress về. Các bạn vào website wordpress.org, các bạn vào Get WordPress. Rồi sau đó các bạn bấm Download WordPress. Sau khi Download WordPress về, các bạn tiến hành giải nén WordPress. Sau khi giải nén WordPress, chúng ta sẽ có một file có tên là wordpress.6.1, phiên tiếng Việt. Sau đó các bạn truy cập vào cái folder này, các bạn vào WordPress. Sau đó các bạn vào copy tất cả các file cũng như folder của WordPress. Các bạn đi ra nơi cài đặt phần mềm Sun. Mình thì mình cài đặt phần mềm Sun trên ổ C. Nếu mà các bạn ổ C các bạn đầy, các bạn cài ở ổ D hoặc là ổ E. Rồi sau đó các bạn truy cập vào Sam. Sau đó các bạn truy cập vào Hackster.doc. Các bạn tạo một folder có tên là WordPress. Sau đó các bạn bỏ tất cả các cái file và folder các bạn vừa copy của WordPress ở đây. Sau đó các bạn mở trình duyệt cho Chrome lên. Các bạn vào đường link có tên là localhost WordPress. Rồi sau đó các bạn bấm Enter. Lúc này các bạn sẽ truy cập vào một giao diện cài đặt WordPress. Trong giao diện cài đặt và các bước cài đặt WordPress, các bạn cần quan tâm đến hai vấn đề chính, đó là các bạn nhập tên database mà chính là cái tên WordPress mà các bạn tạo ở bước này, và user quản lý database các bạn nhập từ là root. Các bạn nhập từ cái user là root và password là các bạn đỡ trống. Sau đó các bạn sẽ trải qua một bước tiếp theo, đó là bước nhập user quản lý website. Các bạn sẽ tạo một user quản lý website bằng cách viết liền không dấu, bao gồm số và chữ alpha, không phân biệt chữ ho chữ thường. Các bạn tránh đặt tên user quản lý là admin, bởi vì tên admin rất là dễ bị tấn công và hack website. Về password thì các bạn nên đặt password càng dài càng tốt. Password bao gồm chữ viết thường, viết ho, bao gồm số, ký tự đặc biệt. Rồi sau khi mà các bạn cài đặt WordPress thành công, các bạn truy cập vào đường link localhost share WordPress share wp share ngang admin. Sau đó các bạn bấm Enter. Thì các bạn sẽ truy cập vào một giao diện đăng nhập vào WordPress. Tại đây các bạn sẽ đăng nhập bằng user và password mà chính các bạn tạo ra trong bước cài đặt WordPress. Sau đó các bạn sẽ truy cập vào giao diện admin. Đỡ truy cập vào giao diện admin thì đây là sau khi mà đăng nhập thành công, các bạn sẽ thấy một cái thanh ở trên top 3. Tại đây các bạn bấm vào cái biểu tượng logo của WordPress. Sau đó các bạn sẽ truy cập vào giao diện quản lý WordPress. Giao diện quản lý WordPress nó sẽ bao gồm hai thanh, đó là thanh dọc bên tay trái và thanh trên top bên tay trên cao. Thì trong video này, nội dung của video phần này hướng dẫn các bạn thiết kế một website. Làm sao mà khi truy cập vào website, các bạn khách hàng sẽ thấy tất cả sản phẩm và ở dưới chân trang là nội dung của website và ở trên là menu. Đây là một website đơn giản mà ai cũng làm được. Bởi vì thiết kế website nó là một chủ đề rất là lớn, đòi hỏi người làm phải biết về kiến thức lập trình cũng như có kinh nghiệm về thiết kế website. Nếu bạn là người mới và không biết thì chắc chắn bạn sẽ không làm được, rất là khó. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn đi thẳng vào việc luôn.
Đầu tiên khi mà các bạn truy cập vào giao diện admin, các bạn tiến hành cài đặt plugin bằng cách truy cập vào menu plugin. Tại giao diện plugin, tại đây chúng ta thấy là có các plugin mà mình đã cài trước đó. Nếu mà ở tại đây mình có thể kích hoạt, ngừng kích hoạt hoặc là xóa bỏ plugin. Sẽ đi thẳng vào các plugin cần thiết cho một website như là plugin AMP do nhà phát triển có tên là cộng tác viên dự án AMP. Plugin này là một plugin tích hợp công nghệ AMP cho website. Đây là một công nghệ tăng tốc website trên thiết bị di động do Google phát triển. Nếu website của các bạn có công nghệ AMP thì sẽ được Google ưu tiên hơn trên thiết bị di động khi khách hàng tìm kiếm từ khóa sản phẩm, từ khóa dịch vụ ở trên Google. Tiếp theo là plugin Custom Context do nhà phát triển Virus Trần. Đây là một plugin mà tạo nút nhấp nháy ở góc trái bên dưới màn hình website. Context Form 7 do nhà phát triển plugin là Takayuki Miyoshi phát triển, do người Nhật phát triển. Plugin này tạo các form liên hệ cho website. Plugin Sidekick by Google do Google phát triển. Đây là bộ plugin hỗ trợ website kết nối với các công cụ của Google để đo giám sát website như là Google Console, Google Analytics, Google Tag, Google Site. Sau khi kết nối thành công với các công cụ Google, website sẽ nhận được những cái thông tin về lượng truy cập, còn gọi là traffic của website, về vị trí khách truy cập, vị trí địa lý khách truy cập vào những từ khóa nào, vào những sản phẩm nào, những đường link nào, thời gian ở lại website bao lâu, họ dùng thiết bị gì, họ dùng hệ điều hành gì, thì tất cả các thông tin chi tiết về lượng traffic sẽ được cung cấp bởi plugin này. Tiếp theo là plugin Tattoo, là plugin tạo nút chat nhấp nháy ở chat trực tuyến, nhấp nháy ở góc trái, góc phải bên dưới màn hình. Plugin WooCommerce là plugin tạo chức năng bán hàng cho website. Plugin SMTP là plugin cho phép gửi email đi từ website. Plugin Guest là plugin tăng tốc website nhờ công nghệ Guest. Plugin SEO York là plugin hỗ trợ SEO website. Nếu mà các bạn chưa biết cài plugin như thế nào, các bạn sẽ vào cài mới. Sau đó tại ô tìm kiếm, các bạn sẽ tìm nhập đúng tên của website của plugin ở đây. Ví dụ như là AMB. Đây, tại plugin AMB này. Nhưng mà mình đã cài rồi cho nên cái nút cài đặt nó bị mất đi. Nếu mà các bạn chưa cài đặt, các bạn sẽ thấy nó có cái nút cài đặt như plugin bên cạnh này. Các bạn bấm cài đặt, rồi sau đó các bạn bấm kích hoạt lên. Như vậy là các bạn đã cài đặt plugin thành công. Còn nếu các bạn mua một plugin ở tại một website như là themeforest.net thì các bạn sẽ có cái bộ code của plugin đó để cài đặt plugin theo cái kiểu cài đặt bằng code. Các bạn bấm tải plugin lên, rồi sau đó các bạn chọn plugin để cài đặt, rồi sau đó bấm kích hoạt thì các bạn đã cài đặt plugin thành công rồi. Sau khi cài đặt và kích hoạt các plugin cần thiết cho website, các bạn vào sản phẩm để đăng sản phẩm. Như trên giao diện các bạn thấy, đây là giao diện quản lý các sản phẩm. Cái sản phẩm này là mình đã đăng trước đó. Ở đây các bạn có thể chỉnh sửa, thêm mới, sao chép, xem. Nếu bạn là người mới, các bạn không biết đăng sản phẩm thì các bạn sẽ bấm vào nút thêm mới. Giao diện soạn thảo sản phẩm xuất hiện. Tại đây cái tên sản phẩm, các bạn nhập tên sản phẩm. Phần mô tả sản phẩm sẽ có hai mô tả sản phẩm chính, đó là mô tả ngắn và mô tả dài. Mô tả ngắn ở phía dưới, mô tả dài ở phía trên.
Mô tả ngắn thì nằm trên cái nút mua hàng. Mô tả dài thì nằm dưới nút mua hàng. Các bạn nhập mô tả ở đây. Sau đó cái phần về sản phẩm thì các bạn chọn là sản phẩm đơn giản. Tại vị trí giá, giá bán, các bạn nhập giá bán sản phẩm ở đây. Phía dưới thì các bạn nhập mô tả ngắn. Sau đó các bạn sang bên tay phải, các bạn sẽ nhập thiết lập ảnh sản phẩm. Và nếu có nhiều hơn một ảnh sản phẩm, các bạn sẽ phải đăng ở trong album hình ảnh. Phần danh mục sản phẩm thì các bạn chọn danh mục sản phẩm phù hợp với sản phẩm của mình. Nếu mà chưa có danh mục sản phẩm ở đây, nếu mà các bạn không muốn tạo danh mục ở đây hoặc là muốn xóa bỏ chỉnh sửa danh mục thì các bạn vào danh mục ở tại menu này hoặc là từ khóa để chỉnh sửa từ khóa, xóa bỏ từ khóa thì các bạn vào từ khóa ở đây. Sau đó các bạn phéo xuống dưới các bạn thêm từ khóa cho sản phẩm. Rồi sau đó các bạn bấm đăng sản phẩm. Rồi thì sau khi mà đăng các sản phẩm xong, các bạn vào trang. Tại trang thì các bạn sẽ thấy mình đã đăng một số trang ở đây. Khi mà các bạn tạo một website bán hàng thì các cái trang như là cửa hàng, giỏ hàng, tài khoản, thanh toán. Đây là những cái trang mà do plugin WooCommerce tự động tạo ra để phục vụ cho chức năng bán hàng. Các cái plugin, các cái trang khác như là bài viết, chính sách bảo mật và những cái trang khác như thế này thì đều là do các bạn tạo. Nếu bạn là người mới, các bạn không biết cách tạo trang thì các bạn vào thêm mới trang. Tại đây các bạn nhập tên trang, rồi phía dưới là các bạn nhập nội dung của trang. Thì trong nội dung của trang thì nó có rất là nhiều những cái thành phần để tạo lên trang. Bằng cách là các bạn muốn thêm thành phần thì các bạn bấm là thêm blog. Tại đây sẽ xuất hiện chỉ có 6 blog thôi, nhưng mà còn rất là nhiều những blog khác bị ẩn đi. Thì các bạn bấm vào xem tất cả. Tại bên tay trái này sẽ xuất hiện tất cả các định dạng blog để hỗ trợ việc soạn thảo giao diện của trang. Các bạn sẽ chọn những cái định dạng nào phù hợp cho các bạn thêm. Các bạn hãy bỏ thời gian để học hỏi tất cả các định dạng này. Thường thì các anh chị sẽ thích là quay lại với giao diện soạn thảo trang cổ điển thì các bạn sẽ bấm vào cổ điển. Đây là một giao diện mà soạn thảo trang nó giống như là phần mềm Office, chức năng Word trong phần mềm Office của công ty Microsoft cho phép tạo ra những cái định dạng của văn bản như hình ảnh. Sau đó thì các bạn cũng để ý là khi các bạn cài đặt plugin Yoast SEO thì cũng có một cửa sổ hỗ trợ SEO ở đây. Các bạn phải nhập từ khóa của trang. Rồi sau đó các bạn sẽ thấy kết quả hiển thị của cái trang này trên thiết bị di động, trên kết quả tìm kiếm của máy tính, trên trong trang tìm kiếm Google. Và các bạn phải chỉnh sửa các cái nội dung phần mô tả ở đây. Rồi sau đó để biết về điểm số chất lượng SEO thì hiện tại các bạn thấy là màu đỏ, thì điểm số SEO là xấu. Các bạn mở nó ra, các bạn sẽ thấy có những cái thông tin hướng dẫn SEO màu đỏ. Đây là những cái lỗi của SEO. Các bạn còn phải đọc những cái nội dung này, am hiểu những cái nội dung này và chỉnh sửa cho điểm số SEO trở nên màu xanh là tốt. Sau khi tạo trang xong, các bạn sẽ qua bên tay phải này, các bạn sẽ nhập ảnh đại diện ở đây. Rồi sau đó các bạn bấm đăng. Ở đây các bạn có quản lý toàn quyền quản lý các trang bằng việc là chỉnh sửa, xóa, xem trang. Sau khi tạo trang xong, các bạn sẽ chuyển qua giao diện, rồi các bạn chuyển sang menu để tạo menu cho website. Khi vào giao diện menu, tại tên menu các bạn nhập tên menu, sau đó các bạn bấm tạo mới. Trong menu sẽ có các cái thành phần của menu, ví dụ như trang, bài viết,
sản phẩm, liên kết tự tạo, chuyên mục, thể, danh mục sản phẩm, từ khóa sản phẩm. Sau đó các bạn thêm các thành phần vào trong menu, rồi sau đó các bạn một điều chỉnh vị trí của nó, kéo lên, kéo xuống, kéo lùi vào trong để tạo menu cấp 2. Sau khi tạo menu xong, thường thì các bạn sẽ có cái phần vị trí của menu, các bạn phải chỉ định vị trí của menu thì menu mới xuất hiện tại cái vị trí đó. Tùy vào mỗi theme sẽ có vị trí menu khác nhau. Sau khi mà hoàn thành các bước cài đặt của menu, các bạn bấm lưu menu. Để cho khi mà truy cập vào đường link của website, các bạn truy cập vào thẳng thấy khách hàng sẽ thấy tất cả các sản phẩm, thì các bạn phải vào cài đặt, các bạn vào đọc. Tại đây các bạn check chọn vào một trang tỉnh, sau đó cái phần trang chủ các bạn chọn là trang cửa hàng, trang bài viết các bạn chọn là bài viết, sau đó các bạn bấm lưu thay đổi. Thì lúc này website sẽ có giao diện trang chủ là nơi xuất hiện tất cả các sản phẩm ở đây. Tiếp theo là làm cách nào để thay đổi logo của thay đổi cái tên công ty bằng logo. Các bạn vào tùy biến. Sau đó các bạn vào phần đầu trang. Sau đó các bạn vào logo và nhận dạng website. Tại đây các bạn sẽ bấm vào chọn logo để đăng tải logo lên. Nếu các bạn muốn ẩn cái tên này đi thì các bạn check chọn vào cái tên này là ở tại vị trí này, nếu mà các bạn muốn thay đổi thì thay đổi ở đây. Hoặc là câu slogan, câu khẩu hiệu của công ty các bạn điền ở đây. Nếu mà các bạn muốn ẩn nó đi thì các bạn bấm vào không, không hiển thị tên website. Sau đó các bạn bấm đăng. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi ở chân trang. Chân trang thường là nơi giới thiệu về địa chỉ công ty, mã số thuế, email, số điện thoại và các dịch vụ khác ở chân trang. Thì để thay đổi chân trang, các bạn vào tùy biến. Các bạn vào cuối trang. Đây, tại đây các bạn sẽ bấm vào cái này để thay đổi. Các bạn bấm vào footer 1 vào thay đổi. Để thay đổi nội dung của chân trang, các bạn vào sửa vào tùy biến. Rồi, sau đó các bạn thấy có xuất hiện các cái hình cây bút chì ở đây. Nếu mà các bạn muốn thay đổi thì các bạn bấm vào hình cây bút chì, sau đó các bạn bấm thay đổi. Rồi, tiếp theo là các bạn bấm vào đây, các bạn bấm thay đổi.
Đây, các bạn vào giao diện, các bạn vào widget thì các bạn sẽ thay đổi nội dung của ở các trang trang như là nó chính là footer. Nó chính là footer size 31. Footer size 32 nó ở đây. Các bạn bấm vào thay đổi. Rồi, mình sẽ nói là hiện tại là mình đang sử dụng cái theme có cái tên là Customify. Nếu mà các bạn muốn nó gần giống với cái làm theo dõi video này thì các bạn làm chọn cái theme là cài cái theme là Customify. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ bộ lại tất cả các cái thành phần chính của admin để các bạn có một cái nhìn tổng quát. Về Sidekick là plugin, là một cái menu tạo ra bởi plugin Sidekick. Thì ở lại đây mình các bạn bấm vào để kết nối với các công cụ của Google. Như mình nói rồi đó, các công cụ như là Insight, Tang, Analytics và Insight. Rồi, chức năng viết bài. Các bạn vào bài viết, sau đó các bạn viết bài ở đây. Đây xuất hiện danh sách và quản lý các bài viết. Cho phép chúng ta chỉnh sửa, sửa nhanh và xem bài viết. Nếu mà các bạn là người mới chưa biết bài viết, các bạn bấm vào viết bài mới. Sau đó các bạn nhập nội dung và tiêu đề của bài viết, từ khóa của bài viết, danh mục bài viết, sau đó các bạn bấm đăng, rất là dễ. Nếu mà các bạn muốn chỉnh sửa danh mục hoặc là chuyên mục thẻ thì các bạn vào hai cái menu này để chỉnh sửa. Tiếp theo các bạn chuyển sang cái phần media. Tại media là nơi xuất hiện các hình ảnh cũng như video, audio, tài liệu, bản tính, lưu trữ. Ở đây, khi mà các bạn đăng tải một cái gì đó lên website thì sẽ xuất hiện tất cả ở đây. Ở đây chúng ta có thể sửa bỏ, chỉnh sửa, xóa bỏ và chỉnh sửa. Rồi, tiếp theo mình sẽ chuyển sang trang. Tại trang sẽ xuất hiện danh sách các cái trang. Ở đây mình có thể chỉnh sửa, xóa bỏ, thùng rác và thêm mới ở đây. Tiếp theo là tab là menu phản hồi. Ở đây sẽ là nơi danh sách tất cả các bình luận của khách truy cập trên website. Ở đây mình có thể sửa, chỉnh sửa, xóa bỏ, phản hồi cho khách hàng ở đây. Form liên hệ là menu do plugin Contact Form 7 tạo ra. Tại đây sẽ tổng hợp tất cả các form liên hệ có trên website. Nếu mà các bạn muốn thêm mới các form, các bạn bấm tạo form mới. WooCommerce thì là một menu do chức năng do plugin WooCommerce tạo ra. Nếu trong việc cài đặt WooCommerce, các bạn cần quan tâm đến hai vấn đề, đó là các bạn vào cài đặt. Sau đó các bạn phải nhập thông tin của cửa hàng của công ty ở đây, thành phố, quốc gia, zip code. Sau đó các bạn kéo xuống phía dưới, các bạn chọn tiền tệ là Việt Nam đồng. Sau đó các bạn chuyển sang tab thanh toán. Các bạn mở chức năng là trả tiền mặt khi nhận hàng ở đây. Sau đó các bạn bấm lưu thay đổi. Rồi ở phía dưới này nó có 3 menu: sản phẩm, analytics, tiếp thị. Nó thuộc về plugin WooCommerce. Và cái analytics và tiếp thị này mình hầu như là mình không có đụng đến, cho nên mình xin phép không có nói ở đây. Cái phần giao diện là nơi cài đặt giao diện mới. Sau khi truy cập vào giao diện, các bạn sẽ thấy một danh sách các cái giao diện mà mình cài đặt trên plugin hoặc là tải về lưu trên máy chủ. Thì ở đây thì mình chỉ có một plugin thôi. Nếu mà các bạn có một plugin thừa nào ở đó thì tốt nhất các bạn nên xóa plugin đó đi để giảm dung lượng máy chủ, đồng thời tăng tốc website. Nếu mà các bạn là người mới, các bạn không biết cách cài giao diện, các bạn vào thêm mới giao diện. Tại đây sẽ xuất hiện một danh sách rất nhiều những giao diện miễn phí ở đây. Các bạn bấm cài đặt, sau đó kích hoạt. Nếu các bạn cần tìm một giao diện nào đó phù hợp với mình hơn, các bạn gõ các cái từ khóa giao diện ở đây như là shop. Các từ khóa các bạn tìm kiếm nên là tiếng Anh, bởi vì các nhà phát triển thêm đa phần là người ta viết bằng tiếng Anh, rất là ít người viết bằng tiếng Việt. Nếu mà các bạn mua một cái thêm nào đó như là ví dụ như là thêm Flashsome, các bạn tải cái bộ code đó về
thì các bạn cần cài đặt theo kiểu là tạo tải giao diện lên, rồi sau đó các bạn chọn giao diện rồi bấm cài đặt. Plugin thì đây là một menu nơi quản lý các plugin, thì các bạn cũng biết rồi, mình cũng có nói hướng dẫn về cài plugin ở khúc trước rồi. Chuyển sang tab thành viên. Thành viên là nơi quản lý các thành viên quản lý website. Có rất là nhiều những loại thành viên khác nhau. Nếu các bạn bấm vào thêm mới, sau đó các bạn vào, các bạn sẽ thấy nó có rất là nhiều những thành viên như là Sales Editor, Manager, quản lý cửa hàng, khách hàng, thành viên đăng ký, cộng tác viên, tác giả, biên tập viên, quản lý. Các bạn tạo một user mới, rồi sau đó cái tạo password, rồi sau đó email, thì website sẽ tự động gửi thông tin đăng nhập cho người đó. Các bạn cũng có thể xóa bỏ các cái thành viên theo ý của mình. Chúng ta sẽ chuyển qua công cụ ở đây. Tại công cụ thì các bạn sẽ thấy cái công cụ để cho phép WordPress, website WordPress chuyển dữ liệu cho nhau, chuyển về trang, bài viết, hình ảnh, sản phẩm, tất cả các thông tin xuất ra và nhập sang một website mới. Trong tab cài đặt thì hầu như mình không đụng chạm tới, nhưng mà mình thấy nó có hai cái menu trong tab cài đặt, đó là Tattoo và Guest. Đây là hai cái menu do hai plugin Tattoo và Guest tạo ra. Để cài đặt Tattoo là cửa sổ chat bên góc của website, chúng ta cần tạo tài khoản trên website talk.to bằng cách là tạo user ở trên website này, rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào click here. Lúc này các bạn đăng nhập cung cấp tài khoản mà các bạn vừa tạo trên website Tattoo ở đây bằng email và password, sau đó bấm đăng nhập thì các bạn sẽ kết nối thành công với phần mềm chat trên website. Khi khách hàng truy cập vào website, họ chat với mình, các bạn sẽ nhận được thông tin ở trên giao diện quản lý của user ở trên website này, hoặc là sẽ, nếu mà các bạn bỏ lỡ cái đoạn chat với khách hàng, website này sẽ gửi email thông báo cho bạn là khách hàng họ sẽ gửi cái nội dung gì vào thời gian nào. Hoặc là các bạn có thể tải phần mềm Tattoo về trên máy điện thoại của mình để chat trực tiếp với khách hàng. Sau khi website hoàn thành, các bạn cần mở chức năng Guest lên để tăng tốc website bằng cách là bấm mở ở đây, sau đó bấm lưu lại. Your Sale, đây là một menu do plugin Sale tạo ra. AMP cũng như vậy, cũng do plugin AMP tạo ra. Custom Contact là plugin tạo nút nhấp nháy ở góc trái màn hình. Các bạn cần sửa lại số điện thoại và số Zalo. Rồi, như vậy là mình vừa mới hướng dẫn các bạn là hoàn thành một website bán hàng đơn giản, xuất hiện tất cả các sản phẩm trên trang chủ. Làm cách nào để bước cuối cùng là các bạn cần phải chuyển website từ máy tính của mình lên máy chủ bằng cách là các bạn truy cập vào máy chủ của mình, sau đó cài đặt một bản WordPress mới trên máy chủ. Sau đó các bạn trên localhost, trên phần mềm SAM, trên website trong phần mềm SAM, các bạn cài một plugin có tên là Migrate, All-in-One Migrate. Sau đó các bạn vào menu ở trong giao diện admin của All-in-One Migrate, các bạn bấm xuất dữ liệu, sau đó các bạn tải về một cái file, rồi sau đó các bạn lên trên website WordPress mà các bạn đã cài ở trên máy chủ, sau đó các bạn cài một phiên bản WordPress cũng tương tự như vậy. Các bạn cũng cài plugin này, sau đó các bạn chọn cái file để nhập dữ liệu lên, thì lúc này các bạn đã cài đặt một website thành công rồi. Mình đã vừa mới hoàn thành về việc giới thiệu về tổng quan về website là gì, cấu tạo website và có thể nào các bạn và hướng dẫn sơ các bạn về một website, làm một website bán hàng đơn giản, xuất hiện tất cả các sản phẩm trên trang chủ. Như vậy là video này mình đã nói hết rồi. Nếu mà các bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm đăng ký kênh, hãy bấm nút like hoặc là share cho bạn bè cùng biết. Nếu mà các bạn gặp các vấn đề nào đó liên quan tới website, các bạn cứ bình luận ở phía dưới video, mình sẽ trả lời ngay khi mình đọc được nội dung của bình luận.
Nếu các bạn là cần dịch vụ thiết kế website của bên mình thì các bạn liên hệ với mình theo số điện thoại 0962 870 473 hoặc là truy cập website web giá rẻ.store. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.